Hey, you know? Ê, nó có gà nha mấy đứa. Cảm ơn nhé luôn. Cái này ăn cả thân được luôn nha. Xào có thân ăn ngon. Ủa vậy hả? Bạn em ăn thân luôn nè. Gà hả? Xào ăn cực ngon. Lấy rồi chung. Chúng kiếm là kiếm cả thân đó hả? Nè con, bước lên đi, bỏ này coi chừng nó có gà hay không. Đâu luôn. Mỗi đứa bước chỗ nào thì bước. Ồ, bước lên nè. Kìa đi, đi ra hái với bạn kìa. Kìa, mình bước kia kia. Bước này nè. Nhìn, nhìn các bước á. Chứ đừng bước tầm bậy nha Minh. Bước thì đúng rồi đó, nhưng mà phải cụ con này, cụ này to này. Đây nè, mấy cái thân cũng to thôi. Cụ to trong kìa. Trong trong có to đâu. Trong trong có to đâu. Tới đó. Cái cụ này cũng bự nè. Đi ra đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi nông trại phải hả? Đi nông trại đi chìm không hả? Không, nếu mà chưa có. Nếu sao dắt đi. Ủa cái củ đó mà ú kìa. Gọt miếng bự này mới ngon nè. Mẹ kêu quá. Để làm cho đồng chí. Làm cho. Kêu chừng mấy cái đôi giày nha. Ê, đừng có đạp bên hương. Hai Minh. Đem về làm đậu que ăn. Đi nhìn giày nha. Chậm mà nó to quá. Đó, đã chưa. Này đậu đũa hả? Đó. To đó. Được rồi. Đó như nó được rồi. Nè mấy quả lớn lớn nè, quả này ăn ngọt nữa. Có mấy củ. Ui giời củ trời to ghê không? Đó, kiếm mấy cái củ vậy mới đã nè. Mấy củ gì? Ta lấy mấy cái củ đi hoa nào. Đẹp bên giờ cho đồ đẹp lại luôn, mình mới hái nữa. Mình hái cái này đẹp lung tung hết rồi.